thấy ngồi tòa sen thấm miệng hay mỉm cười. Phật thương tất cả mọi người, thương từng con vật núi đồi cỏ cây. Sớm chiều lòng em phát nguyện từ bi thật nhiều. Ơn thầy nghĩa mẹ tình cha, Phật là to lớn hơn là biển đông. Nguyện xin khắc cốt ghi lòng, sớm chiều tu học đáp đền tình thâm. Tòa sen thấm miệng hay mỉm cười. Phật thương tất cả mọi người, thương từng con vật núi đồi cỏ cây. Thì quý vị về đây cầu nương vào thiền viện Tức Lâm Phổ Chiếu, được sự hướng dẫn của chư tăng đức tăng ni, hệ thống thiền phái Tức Lâm Yên Tử hướng dẫn quý vị tu tập theo cái hệ thống thiền phái Tức Lâm Yên Tử. Thì quý thầy lúc trước cũng đã từng sinh hoạt, nhưng mà vì công chuyện xây dựng thiền viện ở dưới cho nên cũng gián đoạn. Thì có chư tăng đức tăng ni các thiền viện khác thì cũng luân phiên nhau để hướng dẫn quý vị Phật pháp, để rồi quý vị biết được Phật pháp, áp dụng Phật pháp trong cuộc sống hàng ngày. Thì đó là cái điều mà đối với cái người con Phật của chúng ta cần phải thực hiện Phật pháp, thực hiện Phật pháp trong cuộc sống hàng ngày. Thì buổi nói chuyện hôm nay thì quý thầy xin được chia sẻ một trong 14 điều dạy của Phật, tức là tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Đó là cái
cái đề tài của buổi nói chuyện hôm nay. Thì tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Thì cái điều này á, phải nói ngược lên cái thờ Phật còn tại thế, thì khi công đức tùy theo qua 3 tháng an cư hoặc là đi đâu về gặp Đức Thế Tôn, thì cái điều mà chư vị hỏi Đức Phật á, là Đức Thế Tôn ít quỳnh ít não không? Đức Thế Tôn ít quỳnh ít não không? Rồi đến sau này thì các vị tổ cũng là như vậy. Các hàng đệ tử hỏi sư phụ của mình cũng nói là thưa hòa thượng, bạch hòa thượng, hòa thượng có ít bệnh ít não không? Đó. Còn đối với thời đại của chúng ta thì sao? Thì cái chuyện rất là đương nhiên, hỏi gặp nhau thì hỏi gì? Hỏi anh chị cô chú có khỏe không? Vâng, hỏi sức khỏe chứ không phải hỏi thôi anh chị cô chú hôm nay được mấy tỷ, vâng, đâu như là hỏi gì thế, không ai hỏi ngược đời như vậy. Nhưng mà lại hỏi anh chị cô chú có khỏe không, gặp là quý thầy quý cô, hỏi quý thầy quý cô có khỏe không. Như vậy thì hỏi về vấn đề sức khỏe thì đó là gì? Thì phải nói đó là cái hàng đầu mà đối với con người trên thế gian này, người ta cần nhất là sức khỏe. Mà có thể nói cái câu mà ông bà chúng ta nói là cái câu gì? Sức khỏe là vàng, phải không? Cái gì có nhớ cái câu đó không? Sức khỏe là vàng, có vàng nhưng mà không có sức khỏe thì sao? Cũng khổ hoài, phải không? Mà có sức khỏe thì có thể nói là làm ra tất cả những cái tài sản, động sản và bất động sản khác. Đó, như vậy thì phải nói đối với chúng ta thì có những người, những vị có những điều kiện thì có khi là vì để kiểm tra là sức khỏe của mình nó được tốt hơn thì có thể nó 3 tháng hoặc là 6 tháng đi khám bệnh định kỳ. Để làm gì? Để coi cái sự tiến triển hay là cái sự ổn định sức khỏe của mình nó có tốt hay không. Nếu có những cái bệnh gì đó thì người ta có thể nhờ bác sĩ trợ giúp cho sức khỏe của chúng ta được tốt. Bởi cần có những cái sức khỏe như vậy, cho nên đối với người tu thì quý vị thấy Đức Từ Phụ của chúng ta khi ngài tu khổ hạnh, khi ngài tu khổ hạnh đến cái giai đoạn gọi là chỉ ăn một hộp bắp, một hạt mè thôi, thân thể rất là ốm gầy, sức khỏe nói chung là hoàn toàn kiệt lực. Lúc bấy giờ thì sao? Thì trong tâm tư của Tất Đạt Đa họ nghĩ rằng là nếu như có một cái sức khỏe bệnh hoạn như thế này mà ngộ đạo thì điều đó hoàn toàn không có. Cho nên ngài mới bỏ lối tu khổ hạnh, rồi ngài dùng bát cửa và ngài ăn uống mỗi ngày một bữa. Để gì? Để có sức khỏe thì cái ý chí, cái nghị lực, cái trí tuệ của mình có cơ hội phát triển. Còn cái người mà không có sức khỏe thì sao? Tôi nói ví dụ như những người ông bà của chúng ta vào cái lứa tuổi khoảng 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi chẳng hạn, thì lúc bấy giờ cái giới cái lứa tuổi 70-80 tuổi đó thì quý vị nghĩ sao về vấn đề sức khỏe? Thì phải nói là vấn đề lúc bấy giờ cái vấn đề sức khỏe rất là kém, rất là kém. Từ sức khỏe kém đó nó có hệ quả đến cái tinh thần của chúng ta, đúng không? Ông bà của chúng ta mà đến ví dụ như 80 tuổi đi mà chúng ta không đến hội thăm, không đến săn sóc, không mua bánh trái đến mà biếu, thì ông bà của chúng ta
trở lại cái trạng thái của một em bé, tức là giận lẫy chúng ta, giận lẫy chúng ta. Tại sao nó không thăm tôi, tại sao nó không mua chuối cho tôi, mua bánh cho tôi, chân dân dân và dân dân. Nếu mà cái lúc bình thường từ cái khoảng lứa tuổi 20 tuổi đến 60 tuổi á, thì nó thăm cũng được, không thăm cũng được. Nhưng mà đến 80 tuổi rồi, đi vào với hoàn cảnh sức khỏe hơn cạn kiệt và cô đơn như vậy, cho nên nếu như cái người nào mà không đến thăm á, những người không thân không đến thăm á, thì người ta buồn và tủi. Mà khi tôi thấy bản thân của chúng tôi là khi gần hòa thượng trong những năm trước, thì thấy quý thầy quý cô chư tôn đức tăng ni trong hệ thống thiền phái từ các nơi về trong cái lễ khánh tế hoặc là ngày sinh nhật hoặc là cuối năm chẳng hạn, thì nói chung là hòa thượng rất là xúc động. Và khi thấy những Phật tử thở nào mình giáo hóa, bây giờ mà họ còn nhớ đến mình, họ còn đến thăm mình, thì hòa thượng rất là vui, vui cười ra nước mắt. Bởi vì sao? Tôi nói thấy là cái ân tình của Phật tử, ân tình của chư tôn đức tăng ni dành cho hòa thượng vui. Đó là một phần. Một phần nhiều khi hồi xưa thì giờ bản thân của tôi và đi đây đi kia một cách thoải mái, không có gì ngăn ngại, thì phải nói là có nhiều công việc để mà làm, lấp đi những cái phản chống cô đơn trong nội tâm của mình hay là tâm thân thuộc của mình. Nhưng mà khi đến một lúc nào đó già rồi không làm được gì thì sao? Muốn làm cái công việc gì thì quả thật là vô cùng khó. Mình không làm được việc gì, mình thấy dường như là nó một cái người thừa thải, không còn ai quan trọng, ai không còn ai quan tâm đến mình nữa. Vì vậy cho nên dễ buồn dễ tủi. Vì vậy cho nên đối với cái người tu của chúng ta hay là người ở ngoài thế gian, thì phải nói là sức khỏe là một cái điều rất là quý, rất là quý. Nó từ đó mà có thể nó làm ra tất cả những cái vật dụng hay là những cái nhu cầu khác cho bản thân của mình và cho gia đình mình cũng như là cho xã hội. Mà đôi khi có những người nói là tài sản của mình là gì? Tài sản của mình là nhà cửa, là xe hơi, là đất đai, là tiền bạc, là vàng vòng, vân 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 vân. Thì cái đó chúng ta thường nói đó là cái tài sản, là huyết mạch, là sự sống của mình. Nhưng mà ở đây thì Phật nói nó đó không phải, đó là không phải. Mà chúng ta thì sao? Thì tôi nghĩ rằng là rất là thông cảm cho những người tại gia vì cái vấn đề cơm áo gạo tiền mà có thể nói coi thường sức khỏe để mà làm ra cái vấn đề cơm áo gạo tiền, hay là làm ra động sản và bất động sản để dành cho sau này mình thừa hưởng, hay là có những cái tài sản đó để cho mình là cái công tác từ thiện xã hội, hoặc là cúng dường xây dựng chùa chiền ngôi tam bảo chẳng hạn. Thì phải nói đối với cái tài sản đó, thì phải nói đối với cái người Phật tử, người ta bỏ ra rất là nhiều cái công sức để mà có những cái tài sản đó, hay nói rõ hơn là bỏ ra rất là nhiều mồ hôi và nước mắt mà có những tài sản đó. Và thậm chí có những người như thế này, tôi nghĩ rằng là trong hội chúng chúng ta không đến nỗi mê muội như thế. Cái máy iPad khi mới ra đời thì có một cái công dân người Trung Hoa
người ta thích, mà điều kiện mua cái iPad á nó không có, hoàn cảnh hơi khó khăn một chút, cho nên anh ta nảy sinh ra một cái tư tưởng gì? Bán thận, bán một quả thận để mua một cái máy iPad để mà sử dụng. Thì cái vụ việc đó thì được đưa lên báo đài, và có vô số những lời bình luận về cái vụ việc đó. Tức là một người, ví dụ như bản thân của chúng ta, tôi nói ví dụ như bản thân của chúng ta có những trường hợp như thế này, tôi nghĩ rằng là quý vị cũng sẽ biết. Có một người vì hoàn cảnh nào đó, người ta đi vô trong bệnh viện bán máu, phải không? Ở thành phố chúng ta thấy vấn đề bán máu rất là phổ thông, phải không? Nghĩa là vì thiếu phương tiện tài chính để mua những vật dụng trong gia đình, cho nên đến bệnh viện huyết học, người ta nói đăng ký bán 1 tỷ máu, 2 tỷ máu gì đó để có tiền mà xài. Điều này có, tôi nghĩ rằng là quý vị cũng biết. Nhưng mà bán máu thì máu của chúng ta sao? Trải qua một giai đoạn nào đó, nó nảy sinh ra những cái tế bào khác, máu khác, rồi phục hồi lại được. Nhưng mà một người mà bán đi một quả thận thì hoàn toàn không phục hồi lại sức khỏe. Cái người này gì? Vì quan trọng vật chất cho nên bán đi cái sức khỏe của mình một cách rất là tồi tệ. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, có rất là nhiều những cái trường hợp những người đi đào quặng mỏ, đào mỏ vàng ở những vùng núi như là Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó, hoặc là đào mỏ than ở ngoài Quảng Ninh chẳng hạn. Khi mà họ khai thác quặng mỏ có những cái điều kiện đầy đủ để phục vụ vấn đề khai thác, nhưng mà có những người không có đủ những cái điều kiện để phục vụ khai thác, và đôi khi người ta bỏ mạng vào trong những cái hầm mỏ đó. Như vậy thì sao? Coi thường sức khỏe, coi thường sinh mạng của mình để mà kiếm ra cái vấn đề gọi là cơm áo gạo tiền. Tôi nói như thế là gì? So sánh cái tài sản do sức khỏe mình tạo ra, mình có thể là một cái tài sản sức khỏe của mình rất là vô giá, một cái tài sản về cái vấn đề vật chất, nhà cửa, xe cộ là có giá trị trong một phạm vi nào đó. Nhưng mà người ta quan trọng cái tài sản có giá trị trong một phạm vi nào đó mà coi thường cái tài sản mà mình vốn có. Để rồi làm gì? Có một cái câu như thế này: luôn kêu con bằng mọi giá mua cho má vài mũi thuốc hồi sinh. Tức là lúc bây giờ bà mẹ đã bệnh nặng rồi, sao kêu đứa con của mình bằng mọi giá mày chạy cho tiền bạc như thế nào đó để mua những ống thuốc để mà chích vô cho bà cụ được phục hồi lại sức khỏe hay là phục hồi lại sự sống. Như vậy thì bỏ tài sản của mình ra, bỏ tài sản của mình vốn có để kiếm những cái tài sản hữu hạn, để rồi sao? Để rồi đến một lúc nào đó dùng những tài sản hữu hạn đó phục vụ lại cái tài sản vốn có của mình. Như thế thì có uổng công không? Có uổng công không? Mà người ta thường là quan trọng cái vấn đề đó, quan trọng cái tài sản có giá trị nhất thời mà quên đi cái tài sản mình vốn có. Ví dụ như anh chàng này,
Có anh chàng này 20 mấy 30 tuổi, thân thể tương đối là mạnh khỏe cao ráo, nhưng mà có một cái là hoàn cảnh kinh tế nó thuộc dạng cái hộ nghèo, cho nên ảnh đến ông thầy tướng ổng tôi hỏi ông thầy tướng chừng nào tôi trở thành tỷ phú. Ông thầy tướng ổng nhìn tới nhìn lui co tay hỏi ngày tháng năm sinh xong rồi á, ổng nói là sao quý vị biết không? Ông nói rồi, chú em là tỷ phú rồi còn đòi hỏi cái gì nữa. Cái dạng thanh niên này rất là ngạc nhiên, mình là cái dạng hộ nghèo mà ông thầy tướng này bây giờ nói mình là tỷ phú, quả thật là rất là ngạc nhiên. Cái ông anh chàng này nói hô nói ông thầy tướng á, như vậy thì tìm tỷ phú của tôi ở đâu? Thì bé vị thầy tướng ông ta nói như vậy: con mắt của chú em là tỷ phú, đôi tay của chú em là tỷ phú, cái lưỡi của chú em là tỷ phú, bộ não của chú em là tỷ phú, đôi cánh tay của chú em là tỷ phú, cái thân của chú em là tỷ phú, và cái chân của chú em là tỷ phú. Ngạc nhiên không? Tôi nói ví dụ giờ quý vị bán cho tôi, không bán cho tôi mà bán cho ai đó tôi không có tiền. Ví dụ như có người nói vậy là quý vị bán đôi mắt của quý vị cho người ta với giá 1 tỷ, quý vị đồng ý không? Vậy là tôi đúng rồi đúng không? Giờ người ta lấy cái bộ não của mình cho mình đi đi cùng khùng đó, cho quý vị 1 tỷ, quý vị chịu không? Rồi giờ chặt hai cánh tay để cho quý vị cục ra thành một người cùi ta, cục tay cục chân, cho quý vị 1 tỷ, quý vị chịu không? Rồi đến chặt hai cái chân cho quý vị 1 tỷ, quý vị chịu không? Như vậy là già quá rồi đúng không? Như vậy cái tỷ phú này là gì? Là sức khỏe, là một con người có đầy đủ 6 căn, đầy đủ có sự phân biệt, phải quấy hơn thua tốt xấu, phân biệt được thiện ác vân vân. Và cái đối với 6 căn của chúng ta, hay là đối với tỷ phú mà cha mẹ cho chúng ta, tôi gọi là danh từ gọi là cha mẹ cho chúng ta, thì quý vị thấy sao? Rất là quý phải không? Rất là quý, rất là vô giá. Tôi nói có một thầy, thầy này ở Thường Chiếu, không biết như thế nào đó, thầy phát tâm một cách dũng mãnh là chặt một ngón tay để cúng dường chư Phật và phát tâm tu hành nguyện đời này sẽ thành Phật. Ông sư phụ cũng hết hồn hết vía. Khi chặt ngón tay rồi là phải đưa vô bệnh viện. Rồi khi chặt ngón tay rồi thì sao? Người trong gia đình của thầy này được tin tức đó, và ông thân của thầy này đến, rất là buồn, rất là buồn. Ông buồn nói như vậy: tôi xin ra thầy, tôi lo cho thầy từng ly từng tí. Thầy rắc một cái miếng da, tóc một cái miếng da, hoặc là đứt con ngón tay là tôi rất là đau. Tôi muốn cho thầy là thành một con người lành lặn như bao nhiêu con người khác, mà bây giờ thầy lại chặt ngón tay như vậy, thì quả thật là thầy phụ tôi nhiều quá. Thì thầy nói là gì? Cha mẹ cho chúng ta một cái hình hài này, đầy đủ 6 căn, đầy đủ mạnh khỏe như thế này, phải nói là tôi nói nghĩ rằng là quý vị đều là cha là mẹ hết rồi, thì quý vị nuôi con lo cho con, tôi nghĩ rằng là không có người nào khác lo con hơn quý vị. Một cha mẹ lo cho con vô cùng lớn, bất kể cái
xin sức khỏe của mình. Bây giờ chúng ta có một cái gọi là có rất là nhiều tỷ phú như thế này, nhưng mà bây giờ chúng ta làm sao? Tôi nói ví dụ như quý vị, tôi có một người nào đó, hay là quý vị ra ngoài đường để mua một tờ giấy số, trúng giấy số 1 tỷ bạc. Tôi nói ví dụ quý vị mua tờ giấy số trúng 1 tỷ bạc, rồi quý vị sử dụng 1 tỷ đó làm gì? Một, kinh doanh, phải không? Hai, làm từ thiện. Ba là gửi ngân hàng. Tôi nói gói gọn là như vậy. Kinh doanh thì mua nhà cửa đất ra là cũng dạng kinh doanh. Rồi có thì mình làm một cái công tác từ thiện nào đó, nói rằng là vì cái phước báo nhân viên của mình bây giờ trúng được 1 tỷ, thôi mình làm thì một số tiền nào đó nhất định để chia sẻ cái đồng tiền đó cho mọi người. Hoặc là nếu như chúng ta không kinh doanh nhà cửa, chúng ta để trong tủ sợ mối nó ăn, chúng ta gỡ trong ngân hàng để hàng tháng chúng ta có tiền lời, phải không? Tôi nói ví dụ như vậy. Cái chuyện này là quý vị tự biết. Như vậy thì chúng ta có tiền 1 tỷ bạc đó, là chúng ta phải tận dụng 1 tỷ đó vào trong một cái môi trường thích hợp để tiền đó nó càng nảy sinh ra, để cho trang trải cuộc sống của chúng ta nó được tốt hơn. Như vậy thì chúng ta nói là từ 1 tỷ bạc đó là cái tài sản bên ngoài, chúng ta còn tận dụng cái số tiền đó để tiền nó càng ngày càng được tăng trưởng ra. Thì đôi khi đối với con người của chúng ta có nhiều tỷ bạc, từ con mắt, tai, mũi, lưỡi, bộ não, cánh tay và đôi chân của chúng ta có, với số tiền rất là nhiều tỷ bạc trên cái thân của chúng ta, thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải tận dụng tài sản mà cha mẹ cho chúng ta trên cái thân xác này, phải sử dụng nó vào trong cái mục đích thích hợp để cho số tiền của chúng ta càng ngày càng được tăng trưởng. Tôi nói ví dụ như quý vị có một đôi mắt sáng, một đôi chân khỏe, một thân thể lành mạnh, thì quý vị sao? Buổi tối thì thay vì đi lấy xe Honda chạy ra ngoài đua xe, thì quý vị có thể là lên trên cái điện bàn thờ Phật của mình, rồi mình tụng kinh, mình lễ Phật, hoặc là mình ngồi thiền. Thì đây là gì? Đây là cái người biết tận dụng tài sản của mình, hay là tận dụng khai thác cái tài sản chính nơi bản thân của mình để mình có thêm những cái phước báo. Đức là cái người muốn cái người đó làm như thế nào để phước ký của mình nó càng ngày càng được tăng trưởng, phải không? Tôi nghĩ rằng là quý vị hôm nay đi đến thiền viện đây cũng là vì cái phước báo, vì cái trí tuệ của mình, muốn cho phước báo của mình nó tăng trưởng, muốn cho cái trí tuệ của mình nó càng ngày càng hoàn thiện, được như Phật, như các vị Bồ Tát. Cho nên quý vị mới đến chùa, đến thiền viện để mà học đạo, phải không? Như vậy thì đó là gì? Đó là quý vị biết tận dụng, tôi nói biết tận dụng những cái tài sản mà mình vốn có. Không có, chứ không phải là có tài sản rồi bây giờ có những người, có những người rất là quan trí cái tài sản của chính bản thân mình. Nếu là quan trí như thế nào? Ví dụ như hút thuốc, tức là quan trí sức khỏe, đúng không? Tức là quan trí tài sản. Uống rượu, đó là quan trí sức khỏe, tức là quan trí tài sản của mình. Và rất là nhiều những cái việc gọi là quan trí tài sản của mình một cách vô tội vạ. Nếu mà mình sử dụng cái sức khỏe của mình nó theo cái bản năng của một cái chúng sanh,
không vì lợi ích cho chính bản thân của mình. Vì vậy cho nên chúng ta biết được mình có tài sản rồi, mình phải tận dụng những cái tài sản đó, chứ không phải là mình tận dụng những cái tài sản bên ngoài. Tài sản bên ngoài thì trong kinh Phật nói là có 8 nguyên nhân khiến cho phước lợi của mình tổn giảm, không tăng. Đó là gì? Thứ nhất là tài sản bên ngoài của mình là bị vua bức hiếp. Đến hồi xưa, ông vua mà thấy dân người dân nào mà có tài sản nhiều là ông vua đó khởi cái tâm tham ta chiếm đoạt. Cái thứ hai là bị giặc cướp. Tài sản bên ngoài của chúng ta bị giặc cướp, cướp lấy. Tức là mình đeo vàng vòng trên tay hoặc là trên cổ gì đó thì mấy tướng cướp, mấy người ăn trộm, người ta thấy người ta khởi cái tâm tham, đôi khi người ta hại đến bản thân của mình, bọn ta giật lấy. Cái tài sản bị ở bên ngoài bị thất thoát. Cái thứ ba là bị lửa cháy. Ví dụ như nhà cửa chúng ta, quý vị thấy có những cái công ty xí nghiệp mà bất cẩn một cái á, thì những công ty xí nghiệp đó nó bị lửa bốc cháy và khi biết bao nhiêu tài sản ở trong đó. Cho nên lửa bốc cháy là tài sản bị hư hao. Cái kế tiếp là bị nước cuốn trôi, tức là tài sản của mình do mưa nước nhiều quá trở thành lũ lụt và trôi đi, làm trôi đi những cái tài sản của mình. Đó là bị nước trôi làm cho tài sản của mình bị hư hao. Cái kế tiếp là bị tiêu hao vì cất giấu, tức là mình cất giấu tài sản của mình trong một cái tủ, ví dụ cất tiền ở trong tủ nhiều quá không quan tâm bảo vệ giữ gìn, bị con mối con mọt nó ăn. Đó là bị tiêu hao việc vì cất giấu. Cái thứ kế tiếp là bị kẻ nợ không trả, tức là mình có tiền mình cho người ta mượn rồi cái người ta không chịu trả mình, hèn kiếp sao trả chẳng hạn, cho nên tài sản của mình bị hư, bị thất thoát. Cái kế tiếp là bị quán thù tàn phá, là những cái người, cái người người ta không ưa mình khi mình có điều kiện như vậy. Người thấy quý vị nhiều khi con đừng có tâm tâm đố kỵ như thế này. Có một người ở trên thành phố về ở Bà Rịa, họ mua đất hoặc cất cái biệt thự 3 tấm. Xung quanh cái biệt thự đó người ta làm cái bức tường cao lên 2,5 mét, và cái cửa ra vô trong cái biệt thự của người ta là người ta làm bằng đồng, hàng rất là đẹp và kiên cố. Anh ta sống với một cái đời sống rất là khép kín. Mà khi anh ta về thì sao? Từ thành phố chạy về Bà Rịa, rồi bấm remote, rồi cái cửa nó mở ra, rồi anh ta chạy vô đóng lại, tự nhiên là đóng lại. Rồi anh ta vô trong đó sống nghỉ dưỡng trong những ngày anh ta không có làm việc. Thì có những người, có những người người ta có tật đó, tức là những người xung quanh người ta, những hộ nghèo người ta, ta không vui khi thấy cái đất biệt thự như vậy, khi thấy người ta chạy xe hơi như vậy. Cho nên con cái người ta ịnh ra đó, cái người ta bịch để trong cái bịch ni lông, để bịch ni lông chi chọi vào trong cái căn nhà đó chi vui vậy. Đó là, đó là gì? Đó là bị tiêu, bị kẻ quán thù tàn phá tài sản của mình, phải không? Có những trường hợp rất là không vui chút nào. Cái tài sản của mình bị hư hao nữa là gì? Bị con hư quan khí. Nếu là mình có, tôi ví dụ như ở quê tôi có, tôi có người anh, người anh họ thôi. Anh hồi tôi chưa đi tu thì anh có 2 đứa con gái. Khi chúng tôi đi tu rồi một thời gian sau là anh có 1 đứa con trai. Anh rất là mừng có một người con trai, là anh vui vô cùng vui, và anh kinh rất là không còn gì để nói. Bởi vì kinh về chiều mình có một đứa con trai như vậy thì con trai này nó lớn, từ từ nó lớn ra rồi cũng cho đi học đàng hoàng. Nhưng mà khi lớn ra nó có sự nhận thức rồi đó,
thì nó bị có những người bạn bè xấu, tức là những bạn bè hút chích rồi đó, hút chích thì kia rủ và hút chích, đến nỗi là bị công an bắt và kêu gia đình lên nhận lãnh, tại vì thằng nhóc nó chưa đến tuổi vị thành niên, cho nên bắt kêu gia đình lên để mà nhận lãnh, để mà dạy dỗ. Lần thứ nhất thì ảnh rất là buồn, rồi ảnh lấy cây roi ảnh quýnh nó lãnh về. Một thời gian sau rồi cái nó cũng đi theo con đường đó nữa. Ảnh nghe đến công an mà gọi đến xã đó, ảnh rất là bực. Ảnh bực đến nỗi là gì? Ảnh gặp thằng con trai đó rồi thì ảnh không nói năng gì hết, nghe mấy anh xã nói như thế là ảnh tướng ảnh to cũng khoảng 1m8. Ảnh lấy cái tay ảnh sáng cho thằng nhỏ một phát, thằng nhỏ khác tại chỗ. Sao chưa nổi? Thằng nhỏ nó khóc qua trời qua đất khóc. Rồi nó tâm sự với bạn bè, công an nó chưa quýnh tôi mà ông già tôi quýnh tôi như thế. Vì nó không sắp như vậy, đến lần khi mà nó trưởng thành rồi nó cũng đi vào con đường này. Và đến bây giờ thời đại 2 năm về trước thì tôi về thăm gia đình này tại nhà sát bên à, thì hỏi thăm thì thằng nhỏ nó ảnh không còn bảo nuôi dưỡng nữa, mà ảnh dở cho bên cái ngành quản lý để trung tâm cai nghiện để mà nghiện nó. Như vậy thì cái tài sản của mình sao? Bị con hư nó phá. Những đứa con mình dạy dỗ không đúng pháp, nó phá tài sản của mình lúc nào không hay. Và đó là 8 nguyên nhân khiến tài sản tiền bạc của mình khó tích tụ. Này thông trưởng, ta nói vô thường là nguyên thứ 9. Tức là tài sản của mình có 9 nguyên nhân bị hư hao. Vì vậy cho nên phải chưa, ông cấp cô độc có thể nói thật Phật còn tại thế thì ông ta rất là giàu và cũng rất là coi thường cái tài sản của mình, cho nên bỏ tiền vàng mua đất rồi xây dựng tinh xá trúc lâm tinh xá kỳ viên để cúng dường cho chư Phật, cho Phật và chư tăng. Rồi cái tài sản của ông ta làm được kinh doanh được á, thì ông ta còn hỗ trợ cho những người nghèo cô đơn nữa. Phải nói một cái cuộc đời của ông cấp cô độc này có thể nói coi tiền bạc như phấn thổ, tức là như là đất, như là bụi. Chỉ có là cái gì? Nhân nghĩa tội thiên kim, tức là cái lòng nhân đức. Nhân đức là gì? Ông ta giúp đỡ những người nghèo, ông ta biết tích tụ cái phước báo mình ủng hộ cúng dường cho Phật và cho tăng. Đó là cái nhân đức. Bỏ coi thường vật chất mà quý trọng cái nhân đức, đó là gì? Đó là cái người ở đây nói là tiền, coi tiền bạc như là đất, như là bụi, mà coi cái nhân nghĩa như là vàng ròng. Cho nên trong kinh Tăng Viên bộ kinh Phật có nói có hai hạng người, không phải chân nhân và chân nhân. Thì Phật dạy này đại vương, nói với ông vua Ba Tư Nặc, dẫu cho có được tài sản lớn mà không đem an lạc cho mình, không đem an lạc cho cha mẹ, không đem an lạc cho vợ con, không đem an lạc cho người làm công quan hỷ, không đem an lạc cho bạn bè thân hữu, đối với các vị sa môn bà la môn, không thiết trí các sự cúng dường hướng thượng có khả năng đưa lên thượng giới, đưa lên lạc quả, hướng đến thiên giới, các tài sản của người ấy nếu không thọ dụng chân chánh, thờ vua chúa sẽ cướp đoạt, hay trộm cắp cướp đoạt, hay bị lửa đốt, hay bị nước cuốn trôi, hay bị con cháu thừa tự thù nghịch cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa đại vương, các tài sản nếu không thọ dụng chân chánh, đưa đến tổn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Đó là Phật nói tới người không chân nhân, tức là có tài sản mà làm cho mình bất an,
không làm cho cha mẹ được ăn vui, không làm cho thân bằng quyến thuộc của mình ăn vui, và những người phục vụ của mình được ăn vui, thì cái người này sử dụng tài sản không đúng pháp. Còn kế tiếp là Phật nói là đối với các vị Sa Môn Bà La Môn, những người của tu sĩ mà không biết cúng dường, không biết phục vụ để đưa mình đến với cõi trời, thì cái người này cũng không phải là chân nhân, tức là cái người chân thật. Còn bậc thứ hai, và bậc chân nhân thưa đại vương, có tài sản lớn đem lại an lạc cho mình, đem lại an lạc cho cha mẹ, đem lại an lạc cho vợ con, đem lại an lạc cho người phục vụ, cho người làm công, đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu. Đối với các Sa Môn Bà La Môn, thiết chí các sự cúng dường hướng thượng có khả năng thăng lên thượng giới, đưa đến ăn lạc quả, hướng đến thiên giới. Các tài sản của người ấy được thọ dụng chân chánh, thờ vua chúa không cướp đoạt, trộm cướp không cướp đoạt, hay là lửa không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị con cháu thừa tự thù nghịch cướp đoạt. Sự việc là như vậy, thưa đại vương, các tài sản nếu thọ dụng chân chánh sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa đến tổng giảm. Tức là những người có tài sản, mình phải làm như thế nào để cho bản thân mình vui, mọi người vui, cha mẹ vui, người làm công vui, và đối với các vị Sa Môn Bà La Môn cũng khiến cho các vị ấy vui. Như vậy thì chúng tôi nói là cái tài sản mà chúng ta vốn có, chúng ta làm cho mọi người vui là như thế nào? Ví dụ như ta, chúng ta có sức khỏe, có sự minh mẫn, có sự phân biệt, có cái sự năng nổ trong cái khi chúng ta làm việc, chúng ta giúp đỡ gia đình, lo cho gia đình, lo cho anh em, lo cho những người làm, giúp đỡ cho những người làm công, hoặc là ở đâu, ở trong thiền viện, ở trong chùa nào đó có xây dựng, thì chúng ta không cần nhất thiết là phải có tài chính để mà ủng hộ xây dựng thiền viện, mà chúng ta bỏ công sức của mình để mà xây dựng thiền viện, xây dựng chùa, thì cái đó là cái người biết tận dụng tài sản chân chính của mình để ở đây nói đưa đến thụ hưởng, đưa đến cái sự không tổn giảm. Thì quả thật là có khi là chúng ta có những điều kiện, chứ không phải không có điều kiện, nhưng mà chúng ta không biết tận dụng điều kiện, mà chúng ta có thể nói là gì, ví dụ như thấy người ta đi qua đường, tôi nói ví dụ như trường hợp đi xe thấy người ta băng qua ngang đường, thì thay vì cái tốc độ xe chúng ta đang chạy bình thường như vậy, thì thấy người ta đi một người nào đó, hoặc là già trẻ, nam nữ không biết, không cần thiết, mà khi thấy người ta đi ngang đường mà người ta thấy cái dòng xe cộ nó nhiều quá, người ta đi rất là ngại, rất là sợ tai nạn sẽ xảy ra đối với bản thân của mình, thì chính lúc bây giờ quý vị phải như thế nào để là cho người ta vui đây? Đó, tôi nói là phải ứng dụng, cái này là ứng dụng trong cái cuộc sống của chúng ta. Mà khi hết trường hợp đó thì chúng ta có thể dừng xe lại, rồi chúng ta có thể là hoặc là tấp xe vô lề, phá xe lại, chúng ta dắt người đó đi ngang qua. Đây là sử dụng tài sản một cách chân chánh, làm cho người vui, và bản thân chúng ta khi nhớ cái vụ việc đó là chúng ta vui. Không, còn mình đi rồi cái mình ví dụ như đi dọc đường thấy một con chó con mè chạy qua, cái chúng ta thắng không được, chúng ta cán cái đuôi cho nó, thì khi cán cái đuôi thì con mè nó hoặc là con chó nó sẽ la, không, tức là con chó con mè nó không vui. Và bản thân của chúng ta khi nhớ đến cái vụ việc đó thì cái lòng, cái tâm của mình nó cảm thấy thở ái nái, không vui, không. Như vậy thì đó là cái người không biết tận dụng cái tài sản của mình. Vì vậy cho nên có tài sản mà chúng ta phải tận dụng, đó là tài sản về sức khỏe của chúng ta.
Còn những ở đây không phải là chúng ta nói là mình bảo trì, chúng ta phải khám bệnh định kỳ, đó là sử dụng hay là ổn định cái tài sản của mình, không phải. Mà chúng ta phải lấy cái thân của mình ra làm những cái việc tốt đẹp, lợi mình lợi người. Đó là cái người biết phát huy cái tài sản của mình, đó là cái tài sản bên ngoài mà chúng ta cần phải có. Còn một cái tài sản nữa là gì? Là từ trong nội tâm của mình. Trong nội tâm của mình thì có những tài sản nào? Thì khi Phật thành đạo rồi, Ngài đi về thành Ca Tỳ La Vệ thăm vua Tịnh Phạn và hoàng thân Quốc Thích trong hoàng cung. Thì trong đó có một nhân vật đặc biệt, tức là La Hầu La, là con của Thái tử Tất Đạt Đa lúc bấy giờ. Thì mẹ của La Hầu La là Gia Du Đà La bảo La Hầu La rằng là con đến thưa với ông Cù Đàm đó, tức là chỉ với ông Đức Phật á, xin tài sản của Ngài để mà con sử dụng. Tại vì tài sản nếu mà Đức Phật mà không đi tu á, thì tài sản của Phật là gì? Ngai vàng điện ngọc thành Ca Tỳ La Vệ. Thì bà Gia Vua là La cũng muốn La Hầu La, đứa con của mình, là cái người kế thừa sau khi vua Tịnh Phạn mất, là cái người kế thừa cái ngôi vị vua đó. Ý muốn của bà Gia Vua là như vậy. Cho nên bảo La Hầu La đến xin Phật: Đức Phật ơi, cho con xin tài sản của Ngài. Thì Phật hiểu ý của Gia Vua Đà La. Nhưng mà trong tâm tư của bậc giác ngộ nảy sinh ra một cái tư tưởng mới. Tư tưởng là gì? Mình cho nó có tài sản mà sau khi vua Tịnh Phạn mất rồi, nó kế thừa ngôi vị, nó sẽ đưa đến cái trạng thái là tâm tư nó không ổn, tức là tham sân si phiền não nó sẽ có. Thế thì bây giờ cho nó cái tài sản thế gian, thì bây giờ ta sẽ cho nó một cái tài sản sức thế gian. Thì Phật mới bảo Xá Lợi Phất: ông Thế phát cho La Hầu La đi, trao cho La Hầu La cái tài sản sức thế gian. Thì Xá Lợi Phất lúc bấy giờ Ngài cũng là người chứng được đạo quả A-la-hán, cho nên Ngài hiểu được ý của Phật và Thế phát cho La Hầu La, và dạy cho La Hầu La, trao cho La Hầu La một cái tài sản sức thế gian. Tài sản sức thế gian là gì? Có phải thiền viện không? Này đất đất này đất Tôn giáo à? Cho nó bán được đâu? Không bán được. À, đất Tôn giáo không bán được. Chùa mỏ nó cửa là thập phương thí chủ người ta cúng dường, mình đem bán rồi xà là tội chết, không bán được. Đó là tôi nói là cái tài sản bên ngoài. Ở đây nó tôi nói là vấn đề là tài sản bên trong, tức là tài sản theo quan niệm của Phật pháp là có 7 thứ tài sản. Cái tài sản thứ nhất là gì? Niềm tin. Mà cái danh từ 7 tài sản này là gọi là thất thánh tài, tức là 7 cái gia tài của bậc thánh. Thứ nhất là niềm tin, đó là tài sản của bậc thánh. Như vậy thì quý vị có niềm tin với Tam Bảo không? Quý vị có niềm tin vào đạo lý nhân quả không? Nếu vậy thì quý vị có cái tài sản của bậc thánh. À, dễ không? Cái tài sản thứ hai của bậc thánh là giới, tức là giới lực. Ví dụ như người Phật tử tại gia, quý vị giữ 5 giới, quý vị có giữ được tài sản bậc thánh cái loại này không? Giới lực đó là tài sản của bậc thánh, đúng không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đó là tài sản của bậc thánh. Thứ hai, cái thứ ba là tàm. Tàm tức là hổ thẹn. Hổ thẹn mình làm việc xấu, vì làm việc xấu cho nên mình hổ thẹn.
mình sinh ra sân tâm sợ hãi, mình nên không làm việc xấu nữa. Quý vị có nhận thức được như vậy không? Đây là cái tài sản của bậc thánh thứ ba của bậc thánh. Thứ tài sản của thứ tư của bậc thánh là gì? Là quý. Ở trên đó là hổ thẹn, là sợ những cái điều xấu mình đã làm. Còn cái điều thứ tư này là quý là gì? Mình đã sợ những điều xấu ở trên, bây giờ mình luôn luôn phát triển và làm những cái việc tốt đẹp, việc thiện. Đó là quý, tài sản thứ tư của bậc thánh. Tài sản thứ năm của bậc thánh là gì? Là đa văn. Đa văn ở đây không phải là học nhiều những cái pháp của thế gian, mà đa văn ở đây là chúng ta đa tức là nhiều, văn tức là nghe. Ở đây đó, nó không phải là nghe nhiều. Quý vị nói nhớ rằng là quý vị có đọc kinh Kim Cang không? Phật nói đó, người thọ trì đọc tụng 4 câu kệ trong kinh Kim Cang còn hơn 4 thứ cúng dường chư Phật nhiều như số các thân hành chẳng hạn. Như vậy thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang chỉ 4 câu thôi mà hơn cái sự 4 thứ kia. Thì cái đa văn ở đây cũng vậy. Đa văn ở đây là chúng ta nghe Phật pháp và chúng ta thực hành những điều gì chúng ta đã nghe, đã học. Đó gọi là đa văn. Cái điều thứ sáu là xả. Xả là cái tài sản thứ sáu của bậc thánh. Xả là gì? Rất là dễ hiểu, phải không? Xả tức là bỏ. Bỏ cái gì? Bỏ những cái nè: tham sân si mạng nghi ác kiến, những cái làm cho mình bất an, những cái làm cho mình mất ngủ, những cái làm cho mình đau khổ và mọi người đau khổ, thì chúng ta bỏ đi. Đó là cái người biết sử dụng cái tài sản thứ sáu của bậc thánh. Và cái tài sản cuối cùng của bậc thánh là gì? Là trí tuệ. Trí tuệ. Và cái người học Phật chúng ta không thể không thiếu trí tuệ. Phật là cái người giác ngộ, hay là gọi là cái người đại giác ngộ, thì chúng ta cũng là cái người tiểu giác ngộ, phải không? Phải giác ngộ một chút. Chúng ta là cái người đệ tử của Phật mà chúng ta không giác ngộ thì sao? Thì chưa xứng đáng là cái người đệ tử của Phật. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nói là con công không giống lông cũng giống cánh. Thì giờ đó nói tất cả chúng ta là đệ tử của Phật, thì quý vị có thể học nhiều, được cái sự truyền đạt của chư tôn đức tăng ni về Phật pháp, quý vị đạt cái nắm vững một phần nào đó, thì quý vị phải như thế nào? Mình có cái gì sự nhận thức, tôi nói cái trí tuệ tạm thời đưa qua cái vấn đề thứ nhất, đưa qua vấn đề nhận thức. Nhận thức cái nào tốt, xấu, thiện, ác hay dở, để là chúng ta thực hiện cái tốt bỏ cái xấu, thực hiện cái thiện bỏ cái ác, làm cái điều hay xa những cái điều dở, làm cái điều gì được mình an lạc và xa những điều làm cho mình bất an. Đó tạm thời gọi là trí tuệ. Và cái trí tuệ cao hơn nữa là gì? Là chúng ta chấm dứt phiền não và không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó là gì? Đó là cái trí tuệ của A-la-hán, cái trí tuệ của các vị thiền sư, cái trí tuệ của Phật, của Bồ-Tát. Thì đối với tất cả chúng ta, tôi nghĩ rằng là ai mà không muốn, phải không? Ai mà không muốn có trí tuệ này? Tôi nói như vậy nè. Trong sử thiền sư có một vị thiền sư tên là Trí Nham. Ông ta là già sống và thờ tì ở Trung Quốc. Thì ông ta cũng là cái người cầm quân đánh trận, được thăng chức lên làm lang tướng. Lang tướng là một chức tướng thời xưa. Nhưng mà một nhân viên nào đó, ông đánh trận xong rồi thấy người ta chết tùm lum tùm la như vậy, rồi ông giác ngộ được cái sự chết chóc đó. Và
đi phát tâm xuất gia, đi đến núi Vu Đầu để phát tâm xuất gia. Thì khi ngài xuất gia rồi, ngài tu hành có thành tựu đáng kể về cái công hạnh, cái đức hạnh của người xuất gia. Và ngài ở trên núi, không có xuống núi. Thì một những người bạn đồng làm quan liêu của ngài lúc trước á, nhớ đến ngài và hỏi thăm gia đình á, thì được biết gia đình nói rằng là ngài giờ đi tu rồi, ngài đi tu rồi. Thì mấy người bạn vừa làm quan liêu với nhau á, mới đến núi Vu Đầu hỏi thăm. Hỏi thăm như thế này: Hồi Lan Tướng, ngài có đi không, mà tại sao ở trong núi như thế này? Quả thật là người ta không chấp nhận cái đời sống như tu. Ủa, bộ tùng hay sao vậy? Mà không đi vô trong núi đi tu, đà cạo là tóc lóc như vậy à? Nhưng mà ngài Thí Nham ngài nói: Ta điên sắp tỉnh, còn các ông bệnh điên đang phát. Tức là giờ ngài đi tu rồi, tại sao? Là bệnh điên chữa trọn tỉnh rồi, hết điên rồi, chữa trọn hết điên. Còn các ông á, là gì? Là vì danh, vì lợi, vì này, vì kia. Đó là bệnh điên đang phát. Như vậy thì cái người sắp tỉnh, tức là người có trí tuệ, có nhận thức được cái sự việc của mình đang làm, nó tốt cho mình và tốt cho những người xung quanh, đó là người có trí tuệ. Còn cái người giống như mấy ông lăng tướng, mấy ông tướng còn lại thì sao? Thì ông cũng là lăng tướng, nhưng mà gì? Vì phục vụ cá nhân, vì phục vụ quân hào của mình, vì phục vụ cho gia đình của mình, cho nên người ta không ngại tàn sát lẫn nhau. Cho nên ở đây ngài nói đó là bệnh điên đang phát. Thì đó giống như người tôi của chúng ta, tôi trở lại cái vấn đề đầu là gì? Cái tài sản lớn nhất của chúng ta là sức khỏe và trí tuệ. Thì cái trí tuệ là cái điều đến giai đoạn thứ 7, điều thứ tài sản thứ 7 của thất thắng tài là trí tuệ. Thứ nhất là niềm tin, thứ hai là giới, thứ ba là hộ tàm, thứ tư là quý, thứ năm là đa văn, thứ sáu là xã, thứ bảy là trí tuệ. Thì cái trí tuệ này là cái tài sản mà đối với người con Phật chúng ta cần phải kế thừa Phật và phát huy để chúng ta có cái tài sản này. Cái tài sản của trí tuệ này là gì? Là cái điều gì không phù hợp với cái mục đích an lạc và giải thoát của mình thì chúng ta không làm, đó là chúng ta có trí tuệ. Còn người nào làm điều gì phù hợp với cái điều tham sân si là cái người này không có trí tuệ. Như vậy thì tôi xin hỏi cái câu này hơi đụng chạm chút, mình vẫn hỏi: ví dụ muốn thành Phật hay là muốn thành trời ở đất ở à? Một cái câu hỏi đó tôi tự đặt ra và tôi phải chứa dẫn tay của mình không? Đôi khi cái mục đích của mình rất là cao thượng, Phật đạo vô thượng thệ diễn thành, hay lắm. Nhưng mà không biết thành Phật hay không, hay là thành trò ở đất ở, thành cái người để mà như làm cho rối loạn người này, rối loạn người kia, làm cho bất an người nọ, vân vân, thì không nên, vâng. Thì cho nên đó, hôm nay dân Việt về đây thì chúng tôi xin được trao cái tài sản, hay là không phải là trao, nhắc lại hay chỉ ra cái tài sản mà quý vị vốn có, tức là sức khỏe của quý vị vốn có, quý vị phải tận dụng. Và cái thứ hai nữa là cái tài sản mà quý vị cũng vốn có là gì? Là trí tuệ Phật của quý vị vốn có. Xin được lặp lại cái chuyện của ngài Huệ Hải đến ngài Bách Trượng. Ngài Huệ Hải thưa với ngài Tổ Bách Trượng Bạch Lợi Thượng:
Thế nào là kho báu nhà mình của Huệ Hải? Thì Ngài Bảo Trợ này nói, chính nơi ông hỏi ta đó, đó là kho báu của ông. Như vậy thì quý vị biết hỏi, biết nói năng, biết đầu tình, biết đi đứng, vân vân và vân vân, là quý vị có cái tài sản của quý vị. Không? Chỉ có cái là có biết tận dụng cái tài sản đó không? Tôi lập lời, có biết tận dụng là không? Tận dụng tài sản từ nơi xá giác quan của chúng ta, sức khỏe chúng ta đang có, có biết tận dụng nó không? Và có biết tận dụng các tài sản vô giá cũng từ cái biết nơi sáu giác quan của mình, quý vị có tận dụng nó không? Thì cầu mong Tam Bảo gia hộ cho quý vị, giao hộ quý vị biết tận dụng cái tài sản mà mình vốn có, không phải tìm kiếm từ nơi khác mà được. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn Phật ma môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo quốc quân thượng thời. Ngồi tòa sen thâm miệng hay mỉm cười, Phật thương tất cả mọi người, thương từng con vật nuôi đồi có cây. Sớm chiều lòng em phát nguyện từ bi thật nhiều, ơn thầy nghĩa mẹ tình cha, Phật là to lớn hơn là biển đông, nguyện xin khắc cốt ghi lòng sớm chiều tu học đáp đền tình thâm.